quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6, có những thông tin công nghệ nào mới nhất, hãy cùng mình bắt đầu thôi nhé. Các bạn mến, như vậy là vào ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6, thì những chiếc Oppo A52 đã chính thức được bán ra với mức giá là 6 triệu đồng và độc quyền tại thế giới di động. Oppo A52 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 665, tính năng Hyper Boost, 6GB RAM và bộ nhớ trong là 128GB, đảm bảo tốc độ và trải nghiệm đa nhiệm mượt mà, không lo giật lag khi sử dụng tác vụ như chơi game, nhắn tin, xem video. Để hỗ trợ hiệu năng bứt phá, pin khủng 5000mAh cục sạc nhanh 18W đảm bảo cho người dùng một trải nghiệm liền mạch suốt cả ngày dài, dù giải trí liên tục hay làm việc với cường độ cao. Màn hình kích thước 6,5 inch, Oppo A92 đôi camera selfie bố trí thu nhỏ dưới dạng chấm ô để giúp tỷ lệ hiển thị màn hình so với thân máy cực cao lên tới là 90,5%, cùng viền màn hình siêu mỏng 1,73mm ở hai cạnh. Độ phân giải Full HD cộng 2400x1080 pixel đem đến những trải nghiệm thị giác sắc nét và chân thực hơn. Lần đầu tiên thì Oppo áp dụng bố cục sắp xếp 4 camera sau theo hình chữ C với camera chính 12MP khổ độ lớn. A52 tích hợp chế độ chụp siêu đêm 2.0 Ultra Night Mode 2.0 và chế độ làm đẹp AI. Chế độ siêu chụp đêm 2.0 với ống kính khổ độ f1.8 khi chụp lại sẽ không bị quá sáng dưới ánh sáng mạnh và rõ nét hơn dưới ánh sáng tối. Camera trước 16MP được trang bị chế độ làm đẹp AI do Oppo phát triển. Oppo A52 với hai lựa chọn màu sắc là đen mạnh mẽ và trắng sành điệu, trang bị 6GB RAM, 128GB ROM, có giá chính thức là 5.990.000 đồng và sản phẩm sẽ được bán ra độc quyền tại hệ thống thế giới di động. Mới đây thì Xiaomi đã công bố sạc nhanh mini của mình với công suất là 65W, hơn cả MacBook với mức giá là 14 đô. Thiết kế của bộ sạc nhanh mini 65W mới không đổi, duy nhất chỉ có một cổng USB Type-C, vì vậy mà chỉ sạc cho một thiết bị duy nhất ở một thời điểm. Bộ sạc tích hợp công nghệ bảo vệ điện áp quá tải, quá dòng I/O và ngắt mạch. Ngoài ra thì nó cũng có độ gợn thấp, độ nhiễu điện từ thấp và kháng tĩnh. Một số thông số được đưa ra tham khảo như sạc đầy MacBook Pro 13 inch và 15,6 inch trong thời gian tương ứng là 1 giờ 50 phút và 2 giờ 25 phút. Bên cạnh đó thì nó cũng có thể sạc nhanh cho các thiết bị khác như Mi 10 Pro 1 giờ 50 phút, Redmi K20 Pro 1 giờ 40 phút, iPad Pro 1 giờ 50 phút, iPhone 11 1 giờ 55 phút và iPad Air là 2 giờ 10 phút. Ngoài ra, chúng ta có thể đến với một số danh sách những laptop tương thích với bộ sạc nhanh PD 65W của Xiaomi. Với Apple thì sẽ có MacBook Pro 15 inch 2016, MacBook Pro 13 inch 2017, MacBook Air 13 inch 2018, MacBook Pro 15 inch 2018, MacBook Pro 13 inch 2018, MacBook 12 inch 2017, MacBook Pro 13 inch 2016. Ngoài ra thì cũng sẽ có một số mẫu Mi Note Air, Mi Notebook Air. Các bạn thân mến, sắp tới đây thì Nokia 5.3 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 7 tháng 6. Được đánh giá là chiếc smartphone nổi bật với giá thành hoàn toàn phù hợp với mọi người dùng, Nokia 5.3 đi kèm với các công nghệ Quad Camera, nền tảng di động Qualcomm Snapdragon 665 mới nhất và thời lượng pin 2 ngày. Công nghệ Quad Camera được hỗ trợ bởi AI mạnh mẽ giúp chụp ảnh hoàn hảo bất kể người dùng đang ở đâu nhờ vào chế độ chụp đêm, ống kính góc rộng và macro hỗ trợ chụp cận cảnh hoặc chụp ảnh góc rộng. Với màn hình lớn 6,55 inch, Nokia 5.3 giúp người dùng tận dụng tối đa các chương trình yêu thích và chơi game cả ngày dài. Thiết kế với cảm hứng từ Bắc Âu giúp máy có chất lượng bền bỉ và sang trọng, đi kèm với Android 10 giúp người dùng có thể truy cập nhanh hơn vào Google Assistant thông qua nút chuyên dụng. Nokia 5.3 được bán ra trên toàn cầu từ tháng 4 với 3 màu sắc khác nhau và mức giá khởi điểm là 200 đô, tức là khoảng 4,7 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta cùng nhau điểm qua những công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6. Các bạn cảm thấy ấn tượng với tương tự nhất hãy cùng comment lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.